Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 18 cho cái mạng một chiều các số thực và hãy tìm cái giá trị x sao cho cái đoạn trừ x, x nó sẽ chứa tất cả các giá trị đồng mạng. Đấy. Thì để làm rõ hơn cái yêu cầu của bài tập này thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Ở đây mình cho một cái mạng một chiều gồm có 4 phần tử là 1.2, 4, 3 và 5. Thì ở đây mình sẽ tìm được cái giá trị x cần tìm là 5. Đấy. Và cái khoảng trừ x thì bằng trừ 5, 5. Thì vì sao mình lại làm được như vậy? Thì mình sẽ tìm được cái giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của từng cái phần tử mạng này. Đấy. Xem cái giá trị nào tuyệt đối nào là lớn nhất. Đấy. Và sau đó sẽ lấy cái giá trị tuyệt đối đó. Và từ cái giá trị tuyệt đối đó thì mình sẽ tính được cái mạng này. Đấy. Như vậy là cái bài toán này thì yêu cầu chúng ta phải biết cách tìm cái giá trị tuyệt đối của cái phần tử mạng. Và cái thuật toán để giải bài tập này là chúng ta sẽ tìm cái phần tử có cái giá trị tuyệt đối lớn nhất. Đấy, và sau đó lấy cái giá trị x chính là cái giá trị tính là cái giá trị tuyệt đối của cái phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất. Đấy. Như chúng ta thấy ở đây 1.2, 4, 3 và 5 thì cái phần tử mà có trị tuyệt đối lớn nhất chính là âm 5, đúng không ạ? Đấy. Âm 5 mà trị tuyệt đối lên thì nó sẽ bằng 5. Và từ đó thì mình sẽ suy ra được cái x cần tìm đấy, đúng không ạ? Rồi. Thì đó là cái cách để chúng ta có thể giải bài toán này. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái viết cốt cụ thể cho cái chương trình này. Thì ở đây mình cũng đã viết sẵn một cái số bước cơ bản như là cái thư viện này, cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng, đúng không ạ? Và trong cái hàm thư viện, trong cái thư viện này thì mình khai báo một số cái thư viện cần thiết như là Ethereum, Conio và Mat này. Và ở đây mình sẽ định nghĩa một cái max có độ lớn là 100, DeFi tức là định nghĩa đấy. Và sau đó sẽ là cái hàm nhập mạng. Trong hàm nhập mạng này thì mình cũng đã nói rất rõ ở những cái video lần trước rồi. Và bất cứ cái bài tập nào liên quan đến mạng thì các bạn cũng cần phải có cái hàm nhập mạng và xuất mạng này. Nó rất cơ bản nhưng nó cũng rất dễ, nhưng mà nó không kém cái phần quan trọng, đúng không ạ? Rồi, với cái hàm nhập mạng này thì chúng ta dùng cái câu lệnh print này và scan để nhập cái số phần tử mạng, và sau đó để kiểm tra xem cái số phần tử đó nó đã hợp lý hay không, đúng không? Tức là nó có nằm trong cái khoảng max này không đấy. Đấy. Rồi, nếu như mà nó không nằm trong cái khoảng đó thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh go to này. Go to tức là gì? Go to A. Ở đây mình đặt là go to A, tức là nó sẽ quay trở về cái bước A đây. Đấy. Đây nó sẽ quay về cái bước A này. Cho đến khi mà cái điều kiện này N này thỏa mãn thì nó sẽ tiếp tục làm những câu lệnh phía sau. Đấy. Và với cái câu lệnh for này. For thì ở đây thì nó có tác dụng là sẽ dùng để nhập những cái giá trị cho từng phần tử của mạng. Đấy. Thì nó for i bằng 0 cho đến n trừ 1, và tất nhiên là i cộng cộng, và dùng câu lệnh print scan, đúng không? Và tiếp theo là cái hàm xuất mạng. Ở trong hàm xuất mạng này thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for cho cái i này, nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1, và nó sử dụng một câu lệnh printf để in ra cái giá trị của mạng. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đến cái phần cái hàm để tìm giá trị x. Ở đây mình sẽ gọi một cái hàm load tìm x, kêu của nó sẽ là x, đúng không ạ? Và đây sẽ mình cũng phải cần phải định dạng lại cái mạng A, sau đó sẽ là n, đúng không ạ? Rồi, trong cái tìm x này thì mình cần phải làm gì? Thì ban đầu mình sẽ gán cái bên x này
bằng cái giá trị A0 x. Ở đây mình sẽ đặt cái kiểu dữ liệu cho nó là kiểu float, tính là cái kiểu thực, và sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for, và giá trị khởi tạo, giá trị biến chạy đấy bằng 0 và nó phải bé hơn n. Ở đây sẽ là y cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ đi kiểm tra cái giá trị x này này với những cái giá trị i còn lại. Nếu như mà cái giá trị trị tuyệt đối, mình sẽ viết cái câu lệnh, sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn ạ. Rồi, thì mình đã viết xong cái câu lệnh này. Rồi mình sẽ giải thích cái câu lệnh này như sau. Ở đây, trong cái vòng lặp for này thì nó sẽ làm như sau. Cái biến x này nó sẽ bằng x khi mà cái x này nó sẽ lớn hơn cái giá trị tuyệt đối của cái phần tử AI này. Khi mà x mà lớn hơn cái giá trị tuyệt đối của cái phần tử AI này thì nó sẽ cái giá trị x này nó được giữ nguyên, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ bằng x. Và khi mà nó cái x mà nó lớn hơn cái giá trị tuyệt đối của AI mà sai thì nó lúc này cái giá trị x sẽ được gán bằng chính cái phần tử AI đây. Đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, ở đây thì nó sẽ được gán bằng cái giá trị tuyệt đối của phần tử AI. FABS chính là cái hàm dùng để tính giá trị tuyệt đối. Đấy, mình nhắc lại một lần nữa là cái x này nó sẽ bằng cái dư giá trị x ban đầu khi mà cái x này nó lớn hơn cái giá trị tuyệt đối của cái phần tử AI đây. Đấy, và nó sẽ bằng cái giá trị tuyệt đối của AI khi mà cái biểu thức x lớn hơn giá trị tuyệt đối của AI là sai thì nó sẽ được gán, x lúc này nó sẽ gán bằng cái giá trị tuyệt đối của AI. Đấy, thì đó là cái ý nghĩa của câu lệnh này, và nó dùng cái toán tự điều khiển để tìm ra cái x này, đúng không ạ? Rồi, và sau đó sẽ là return x, trả về kết quả là x, đúng không ạ? Tức là cái hàm tìm x này nó sẽ trả về kết quả là x. Rồi, ok. Sau khi đã làm được cái hàm tìm x thì ta đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì chúng ta cần làm gì? Đầu tiên chúng ta cần phải khai báo cái biến n, tức là cái biến số phần tử của mạng nhập vào đấy. Sau đó sẽ là cái mạng A. Các bạn lưu ý đây sẽ là mark luôn. Rồi, sau khi đã khai báo được xong cái N và A này, thì các bạn cần phải gọi cái hàm nhập mạng. Và cái hàm xuất mạng. Sau khi đã gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng này, thì ta tiến hành khởi tạo một cái giá trị float, tức là giá trị thực x bằng cái kết quả của cái hàm mà tìm x này. Đấy, thì đây mình sẽ viết tìm x. Đấy, a và n chấm hỏi. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã tìm một cái x này. Rồi, sau khi đã làm được cái x, tìm cái x này thì chúng ta sẽ in nó ra.
Đây sẽ là phần trăm chấm 3F là giá trị là cái giá trị mà thỏa mãn điều kiện. Đây sẽ là trừ phần trăm chấm 3F và đây sẽ là phần trăm chấm 3F. Ở đây điều kiện nó tức là nó chưa cái đoạn, thỏa mãn điều kiện đoạn này nó chứa các phần tử của mạng, đúng không ạ? Và cái địa chỉ của nó đều là x, x và x. Cái x đầu tiên đó chính là cái phần trăm chấm 3F này. Đấy, đây mình sẽ thu nhỏ lại cho các bạn xem. Cái giá trị x đầu tiên này thì nó sẽ là phần trăm 3F ở đây, và cái x thứ hai nó ở đây, và x thứ ba nó ở đây, tức là nó sẽ là cái x ở đây chính là địa chỉ của những cái kiểu dữ liệu ở đằng trước ở đây trong cái câu lệnh print này, và sau đó sử dụng một cái câu lệnh get. Và sau đó sẽ là return. Rồi, thì như vậy là mình đã viết xong cái hàm main đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy để kiểm tra xem như thế nào. Như vậy là nó đã chạy rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Rồi, ok. Ở đây mình nhập số phần tử là 4 đúng không ạ? Rồi, A0 mình sẽ nhập là 1, âm 2, âm 5, âm 8 chấm bao nhiêu đấy được. Chúng ta làm số với cái số thức bất kỳ. Đấy. Thì ở đây sau khi các bạn đã nhập cái A0 cho đến A3, thì nó đã in ra cái mạng là 1, âm 2, trừ 8, chấm 21 và 9. Đúng không ạ? Thì chúng ta đã thấy thì 9 là cái số có trị tuyệt đối lớn nhất đúng không ạ? Thì nó đã in ra cái dòng lệnh 9 là giá trị thỏa mãn điều kiện. Đoạn trừ 9, 9 chứa tất cả các phần tử của mạng luôn. Đấy. Rồi, ok. Thì trên đây là cái bài tập dạy cái cách làm sao để tìm cái giá trị x mà cái đoạn trừ x, x nó chứa tất cả các giá trị của mạng, các số thực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.